Trời ơi, bà Giáp ơi. Anh ơi, cái này được không? Cái này thì được ấy, nhưng mà cái này bé quá. Dây này được không anh ơi? Em định lấy dây này câu cái gì đây? Còn kênh thì bé xíu xíu xíu, cái dây này thì câu cá mập à? Cái này bé chỉ bằng lần này thôi. Lấy cái dây cước bé bé thôi chứ cái dây này làm sao mà câu được. Đây. Quận dây cước này được không anh? Được. Cái dây cước này được ấy. Tìm từ nãy giờ ấy, em tìm thấy còn được cái dây thép rồi thôi, còn không thấy lưỡi câu đâu anh ạ. Ồ, thế anh bảo em tìm dây thép mà, anh có bảo em tìm lưỡi câu đâu. Vì trong cái kho này làm gì có lưỡi câu, lấy dây thép này làm lưỡi câu được rồi. Thế không bảo em sớm. Ui giời, thế mà không làm được. Anh nhìn em đây này. Mồ hôi như tắm. Để tớ. Hết chung chưa? Hết rồi anh ạ. Hôm qua hẹn nhau 6 giờ đi câu mà bây giờ 9 giờ vẫn ngồi ở đây các bạn ơi. Bây giờ anh với Bita còn đang làm lưỡi câu à Sam ạ, để còn câu được cá to chứ. Úi giời ơi, cá to nhưng mà lại làm lưỡi câu bé xíu như thế này thì làm sao mà câu được cá to ấy. Lưỡi thế này là to rồi, của Bita còn bé hơn. Úi giời ơi, lưỡi câu của Bita lại nhìn trông như là kiểu cái gì nó câu câu nhìn. Ủa cái này thì làm sao mà câu được cá. Các bạn ơi, xong rồi nè, lần này chúng mình câu cá mà không cần cần các bạn nha. Tay chính là cái cần của mình rồi. Anh Gấu Đỏ đi câu rồi, anh đi đào run đã. Nhưng mà anh nhớ mang cái gì để điện cá nhá. Hà Trang ơi, cái này được cá được không? Trong vườn chuối này chúng mình đã quốc run một lần rồi. Hôm nay vừa mưa xong chắc chắn là rất nhiều run đấy. Wow, các bạn nhìn thấy vườn chuối đẹp không? Ui, tớ. Wow, run to tùng ui. 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 Tớ, tớ còn nhiều run lắm. Cầm tay đây để các bạn bỏ ra. Bỏ ra. Đây này. Ui. Đây, đây. Đủ chưa? Chưa, một tí. Đây, con này. Quá nhiều luôn này. Anh nghĩ là đủ rồi đấy, anh em mình đi câu cá thôi. Ở đây có một chú châu chấu rồi các bạn ơi, nhìn này. Các bạn nhìn này, châu chấu này. Bắt. Đâu, Bita. Đâu, chuẩn bị xua này. Vay giạt luôn đi ơi. Nhìn mê ơi,
Làm mê luôn các bạn ơi. Đây wow. Ôi trời, nhưng mà chúng mình đi bắt cá cơ mà, đi câu cá cơ mà. Quên là công việc đi câu cá. Anh phải làm cái phao để nữa mày cá cắn còn biết là sao ạ. Ôi giời, em nghĩ là mình cầm tay như thế này á, cá nó vào cái này em có thể cảm nhận được bằng tay luôn anh có đỏ. Nhưng mà anh cứ làm phao cho chắc, bây giờ móc dùn vào câu thôi. Mấy hôm trước ở đây mưa to quá các bạn à, mà sông suối gọi là nó ngập tùm lum tùm la hết. Nên là chúng mình không cần phải ra hồ câu, mà chúng mình câu ngay ở đây cũng có thể có cá các bạn nhá. Mình thả ở đây luôn, hôm trước mình đã ngắm rồi. Là mình đi qua đây thấy mấy con cá này nó bơi qua đây suốt các bạn ạ. Cá to thì mình chưa thấy, nhưng mà mình đã nhìn thấy mấy con cá bé bé rồi các bạn ơi. Nhìn này, ôi ôi, nó bơi dưới, ngay dưới mình luôn. Thế nhưng mà mục tiêu của mình là phải cá to. Cá to. Ui, cá. Ôi trời, cá to ta. Cá hóa ra rồi. Là chai nước mà cứ tưởng là con cá. Ôi, tưởng là được ăn con cá to. Cá này là cá thông cống. Ui, cá to rồi. Cá to đây, cá to đây. Ui, giật mạnh. Ui, kiểu bạn nữa. Đau quá. Việc gì không? Kéo lên. Đất rồi. Ui, lũ xuống. Cái gì đấy? Không phải cái này. Mua được cá đâu. Đây. Đừng nói đây là cái con cá của cậu nhá. Thôi chắc là mất rồi. Đây rồi. Đây. Đây mà là con cá. Đây là con cá của cậu đây à. Thôi. Mất rồi. Cá. Ôi. Đâu anh có đổ con cá này. Ui. Con cá khỏe. Một con cá chuối. Anh câu ở trong cái trống này nhiều cá chuối. Ôi. Cá này cá chê mà. Chắc là trời nắng quá. Trời ơi, mà cá nó chui hết trong cống này các bạn ạ. Ui. Ui. Mình biết rồi, trong cái cống này có rất nhiều cá to. Thế nên mình phải ngồi đây mình canh các bạn ạ. Cho Bita với Hà Trăm câu ở bên kia, mình câu bên này. Đây là trong cái cống này nhiều lắm luôn. Tại vì trời đang nắng, cá chúi hết vào trong này rồi các bạn ơi. Ngươi phải kiên nhẫn, câu cá là phải kiên nhẫn chờ đợi các bạn ạ. Ui. Wow, cá to đây. Ui. Ui, màu vàng ghê. Ôi. Ở trên kia câu mãi không có cá các bạn ạ. Được có 2 con thôi. Chúng mình đi xuống dưới này các bạn nha. Dưới cánh đồng lúa này khả năng nhiều cá hơn đấy Hà Trang nhỉ. Mưa này nó ướt này. Mưa ngập lên cả cái bờ của ruộng luôn các bạn ạ. Ui, nước lõng bõng luôn. Nhưng mà mưa thế này mới nhiều cá Hà Trang ơi. Mình sẽ vớt bèo lên và làm một cái hố câu ở đây các bạn nha. Ui giời. Đấy, thấy trọng trọng thoáng chưa? Mình sẽ thả cần câu ở đây, vứt cái gói này đi. Mình sẽ thả lưỡi câu ở đây các bạn ạ. Kiểu gì chỗ này có cá đâu mà xem. Nào Bita, đưa anh lưỡi câu. Đây. Móc run vào đã. Tận 3 cái lưỡi câu cơ. Rối hết rồi này. Rối hết rồi. Ôi trời, Bita có cái mũ kìa. Xin đi. Tuyệt vời. Đỡ này cả. Đỡ nắng hẳn luôn. Cái lá sen, nhìn hay không này. Wow, các bạn ơi, lá sen này không bị thấm nước các bạn ạ. Đây này, nước này nó trôi lỏng bỏng, mỏng bỏng ở đây luôn. Ui, mua chuột. Con này khỏe không này? Nó chui xuống tận bùn luôn. Ui. Wow, thế là anh gấu đỏ đã được 2 con rồi nhá. Ôi, anh gấu đỏ may mắn thật đấy. Mình cũng được 1 con mà riêng Bita là chưa được con nào. Bita câu từ nãy giờ cá vẫn chưa ăn các bạn ạ. À. Ui. Ui đâu? Ui đây. Đâu? Vào. Ui Bita. Bita câu được 1 con. Yeah. Lại nhà mình được 4 con rồi. 4 con đủ 4 người à? Ba người thì chia làm 1 con anh 2 con. Ai ơi, con lâu đi. Ôi to. Chết mắc bùi rồi, mắc rồi. Mình ra lại mắc của anh à. Anh kéo em. Thôi em chung gỡ đi mày hỏng móc câu. Đang. Ui, câu được con cá ướt hết rồi. Ui, trôn đấy à. Cẩn thận, gỡ đây anh ơi, gỡ. Trôn. Gỡ đây.
Giơ ra. Cầu kéo tay lên, kéo tay. Kéo tay đấy, kéo tay, giơ. Ui, đây rồi. Đây, bắt vào cái phao đâu lưỡi đâu rồi? À lưỡi đây. Trời ơi. Này là trong không cẩn thận hơn chứ. Có cái bông hoa kia gãy rồi, lấy lên cho em đi. Thì ta ướt rồi lấy. Đây, ui. Ôi, ê. Đây, thành quả của Bita đây các bạn ơi. Nằm nát nguyên chỗ này rồi. Ê, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đừng có ngút phao đã. Ngút chưa? Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Ơ đứt đứt lưỡi rồi sao á? Ôi đâu ơi. Thôi xong. À đây 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 mà đây mà đây mà. Ôi giời ơi. Cá ăn hết mồi luôn rồi các bạn ạ. Ui. Chúng nhỏ ở đây có cá to lắm các bạn ạ. Mình giật thế cơ mà. Ui nhìn này. Chán bắt cá rồi anh em mình sẽ đi hái đài sen để ăn các bạn ạ. Đang đói đâu đâu đâu. Ui đặt có một đài sen bé quá. Non. Non non anh ạ. Lấy cái nào già cơ Bita. Ui giời. Ui sâu á. Ô kia kia kia. Đây 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 có một cái già này các bạn ơi. Già. Đâu đâu đâu. Đây này, đây này, anh nhìn thấy một cái già đây này. Đây này các bạn ơi. Ú, vặt luôn. Đâu Bita ơi. Cái này non, cái mới gọi là già đây. Đây đây. Đây gọi là lon ăn mới ngon này. Đâu, ăn xem. Đây. Ui. Ui. Ăn ngọt quá anh ạ. Ngọt lắm. Đây quả tam đây. Lát nữa ăn thử nhá. Đây anh ăn thử đi. Anh ăn thử đi, anh ăn thử. Các bạn ơi rất là ngon ăn luôn. Thử đi. Bóc ra chứ. Ngọt lắm. À đây 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 rồi, đây rồi. Anh ơi, đây, đây rồi. Quá rồi. Đâu? Đây 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 đây. Ui. Không cái này, đấy. Cái này cũng được luôn. Được luôn. Xem còn cái nào không? Được. Ui nhiều lắm. Hái sen này phải lội ra giữa đầm sen luôn các bạn ạ. Ướt hết người thôi nhưng mà rất là vui. Thôi Bita ơi, về cho mà được bao nhiêu con cá rồi anh em mình về còn nướng cá để ăn chứ. Nhanh 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 nhanh. Ui 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 ui. Ui sâu thật đấy. Đây rồi, lên được cái bãi rồi. Wow. Vậy là hôm nay chúng mình được 24 con cá rồi. 4 con cá, 2 bông hoa sen. Và rất nhiều ngó sen luôn. Ây. Bây giờ anh em mình mang cá này về nướng thôi chứ à Tam. Đúng rồi. Nướng cá với lại hoa sen. Bây giờ đội cho Bita cái này là mũ này. Cho nó đỡ nắng các bạn ơi, anh có đỏ này. Cái này vừa úp cá ra úp lên đầu anh. Không sao, đang làm về tí nữa tắm anh ạ. Đi về đây, về đây. Ui, ngon chưa, ngon chưa? Ôi giời, anh có đỏ, anh có đỏ. Tự nhiên anh lại cắm cái bông hoa này đây làm gì? Người ta không chỉ ăn bằng mồm mà mình còn phải ăn cả bằng mắt nữa. Thế nên trang trí vào đây cho nó đẹp, ăn nó mới ngon đúng không hả Tam? Ôi, cẩn thận tí nữa thành hoa sen nướng anh à. Bita, Bita cho nhỏ lửa, nó hình như là đang cháy rồi Bita. Ôi, thơm đây, ngon này. Cái này ra đây. Cái ra làm gì đây? Ôi, chín chưa? Chắc chín rồi em. Thử luôn, thử luôn. Anh thử đi. Chấm. Thử đi, em thử đi. Ôi trời ơi, đưa lên mồm rồi. Ngon không Bita? Ngon đấy. Ui trời ơi. Ôi tiêu chanh. Ngon quá. Ui. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng mình ấy đi câu cá và được món cá thơm ngon rất là vui các bạn ạ. Và video của chúng mình ấy đến đây là cũng khá là dài rồi đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Các bạn muốn mình làm những cái video về chủ đề gì thì nhớ bình luận xuống bên dưới nha. Còn bây giờ